Rồi, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay thì ghe ngò cái chôm được Tùng Núp mua về, bữa nay chính thức sửa chữa nha. À, bữa nay đến có Vinh Vũ, Vinh Tùng, Vinh Lực. Hả? Ê, này, này đổi họ luôn không? Đổi họ luôn không? Rồi đây cũng có danh can. À, đây danh không à? À, dạ, dạ. Dạ, cũng ở đây cũng có là giám sát là có inox watch. Giám sát. Đây không phải nhôm watch đâu nghe, inox watch nghe đấy đàng hoàng nghe. Không phải nhôm đâu nghe. Nhanh luôn rồi, thay đổi hết. Đây thay con lươn em. Đi chung. Rồi cái ghe này nó đi lẹ rồi sao đấy, bỏ kia hả, bơi này lại ha, hồi sơ ghê hả, thôi cụ ơi, cụ không sao, rồi ghe này nó đi lẹ ghe kia rồi sao. Nhỏ hơn xa luôn, thấy không, nhỏ hơn ghe kia xa luôn, không nhỏ hơn xa luôn hả. À, đây dạ, sửa chữa ghe cây chôm nhỏ ghe này. Ê, cái ghe bằng cái tấm mây nãy bốp này cũng vậy nghe, từ từ vậy nghe, bốp này nhỏ vậy đó. Này cũng là thay con lươn xong sẽ lên qua văn mới. Đó. Đây thợ toàn là sư không à, lục ta không à. Đó. Thợ là lục ta không nè, lục ta vừa hàng vừa chế vừa lột luôn. Tới chừng bơi ai dành ngồi mũi là chửi nha, cho lục ta ngồi mới được nha. Làm hết luôn rồi. À, làm hết rồi, tới chừng ngồi mũi là không cho ai mũi nữa. Cú chứ là tú con đỏ thằng ái đâu, cú thằng ái. Cú thiệt đó. Cú thiệt đó. Rồi chắc lên vai văn này trước luôn đó. Đi ra ngoài này đó. Ở ngoài thì lên trước. Lên trước đó. Lên vai văn trước đó. Trước luôn rồi. Lên vai văn trước. Cái này thay có cái kia cũng thay mà thay sao phải không? Anh hai. Thay sao phải không? Dừng cây rồi thêm.
Đầy sư lột luôn ha, chỗ máy nha. Máy nha. Sâu. Học cái chị hôm qua xuống số nó luôn đại hả? Ê thì ghim vô, ghim vô, ghim vô Thiện này, thay con lương đó các bạn ha, hai con lương à, lần lương nhất rồi à, à. Tuôn nắng. Này lên con phụ nhiều quá, chắc mềm vậy thấy hả? À, con phụ nè, con phụ nè. Đó. Cái đó. Con phụ quá nhiều nè. Cứng cho cứng vậy á. Ừ. À. Cái dưới như cô dê. Vậy đang rồi. Nó mới cứng cái lượng. Ừ. Làm gì làm xong lấy 5 chai về ní ơi. Lấy 5 chai về không nói nhiều chứ. Đây, đuổi mới chứ nhanh. Lục Văn ơi, nhảy giữa 4 cái liền kìa. Không có liền ngăn kia. Còn như là khúc khúc. Cái này gọi. Cắt cái rồi. Ở thiệt, này đâu có thấy ghế quỳ gì đâu. Chưa, chút làm nữa. Hả? Đủ chưa, đủ chưa? 8 phút ờ. 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 Cái nã mới tình hình là nếu như chồng lên nhà nóng cua à. Tao con túi chà. À, tao con túi lên nhà đúng không ạ? Túi chén gõ gàng luôn, cua mới kỹ đó. À, mới đắng lắm. Rồi sửa xong, lên cần câu xong vô bốn đôi mạnh. Rồi ông Vũ chết luôn. Anh hai Vũ nó chết tao rồi. Thằng này đó đóng tướng kiểu anh Long đó nha. Ừ. Nó nhỏ xíu đó, chứ. Ừ. Vậy đó, Long vậy đó. Ừ. Tại người nó bơi không tới như Long thôi. Ba đêm ba ngày hả? Bởi vì tao bán phải rồi. Ba đêm ba ngày tao bán phải rồi. Lên bơi văn này trước luôn nè cụ, mày nè. Lên bơi văn này trước luôn nè, ngoài á má cụ. Mày xong là coi như sơn lót được rồi. À, cua đừng minh sâu. À. Hai cháu thử mình. Ôi, Linh nu thử xanh là đặng ngay. Ôi, Linh nu thử nè, là đặng ngay, đang lươn lửa này. À, trên thân xanh, cụ còn mối cho đi lặn đi, mình lặn lươn lươn đi. À. À. Ôi, Linh đuổi à, cho nó thử nó lặn là lươn lươn đi. Thì mưa anh chạy đứng, ôi, lục ta phai. Đi kêu, cụ hậu qua sân cãi cho nó, không chạy. À. 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 Để sửa chữa, thay con lương á. Rồi lên bơi văn mới.
À, ngày Vinh. Đồ gà rất là nổi tiếng. Nên ta thêm cái công công này đúng rồi, ta thêm ở dưới này đúng không, này thêm ở bên bên á, ngon á, độc độc lạ luôn đúng không, cứng nghe ta thêm ở dưới, thêm ở trên làm như bình thường luôn gì à, khác người ta thiệt. Ô ghe này, ghe này hở chai hết trơn rồi, ghe này chắc chai lại rồi, hở chai rồi, ghe này hở chai rồi. Hết chỗ đẩy ghe rồi, tụi nút bây giờ hiện tại là có 7 chiếc cây ngô, bây giờ cắt chạy ở ngoài luôn nè. Hết chỗ đẩy cây ngô rồi. Nhiều chiếc quá. Nhiều chiếc quá. Nó thèm họ mà hỗ trợ á, máy chơi lui mọi cụ đập lé nè, đi là khe vô lui một kiện đập lên sửa tuốt. Từ lúc ba cụ đó, từ lúc ba là băng tà khe mà tuốt. Bây giờ lên gồng xanh luôn. Chắc chai lên ngoài văn, à, chắc chai lên ngoài văn thay con lương. Tủ long công của chùa Tụng Nấp năm nay là dòng sông bến. Năm nay anh Hai Vũ sẽ thổi cái này nè. Bắt gốc rồi dân tộc ở dưới, tụi ơi phải vào láo nó bắt gốc thôi ở dưới. Rồi coi như là xong, chuẩn bị chắc chai hơn mấy gian, là clip của mình tới đây cũng kết thúc ha.